Ừ, được quá chán, anh sống trong ngôi nhà này. Gia đình này tan nát là do cô, không phải tôi. Cô nhìn lại mình đi, vừa già, vừa béo, tôi đã ngán tới tận cổ rồi. Cô kia đi. Mẹ ơi, cái bàn cơm tôi thôi rồi. Thôi con đi ngủ đi, tôi đến nhà sửa thôi. Mình của trước kia đâu rồi? Không lẽ mình sai một lần lại sai lên lần thứ hai nữa sao? Không. Cô nhìn mình đi, người già, người béo, tôi đang ngán đến cổ rồi. Chỉ lo được đến đây thôi, phần còn lại là mày nhá. Đẹp và hạnh phúc nữa mẹ.
Hơn 58% phụ nữ Việt Nam cho rằng cứ hy sinh bản thân, chăm lo hết cho gia đình là sẽ mưu cầu được hạnh phúc. Nhưng thực tế, phụ nữ biết trân trọng và yêu thương bản thân mình lại có cuộc sống hạnh phúc hơn. Phụ nữ hãy yêu thương và làm đẹp về tâm hồn lẫn vẻ ngoài cho chính mình nhé. Hoàng Phát Production hỗ trợ hết mình trên con đường kinh doanh của bạn.